Vâng thưa quý vị, chợ đêm Sơn Trà đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến Đà Nẵng. Hiện tại, thành phố biển Đà Nẵng đã bắt đầu vào mùa du lịch hè cùng với nhiều hoạt động vui chơi và giải trí hấp dẫn. Đây là dịp để giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa, góp phần tăng trưởng cho ngành bán lẻ và kinh tế của thành phố. Được thiết lập gần khu vực cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Thời điểm này, mùa du lịch hè tại Đà Nẵng đã bắt đầu sôi động. Chợ đêm Sơn Trà cũng thu hút hàng ngàn lượt khách đến vui chơi mua sắm. Em đi Đà Nẵng năm nay năm thứ 3 rồi đấy, nói chung là đến đây em thích lắm. Ở đây con người thân thiện mà cảnh cũng đẹp nữa. Mấy cả chợ đêm như đây vừa xong mua hàng luôn thì giá cả phải chăng. Nói chung là đẹp, đồ đa dạng. Vào hè tới thì khách du lịch cũng nhiều nên là hàng hóa ở đây thì rất là đa dạng và phong phú. Và như những cái móc khóa lưu niệm này thì rất là dễ thương và khi khách du lịch nhìn vào đây thì cũng sẽ nhớ đến nơi Đà Nẵng. Chợ đêm này có 190 gian hàng được thiết kế thành các khu vực ẩm thực, thời trang, đồ lưu niệm. Nhiều mặt hàng đặc trưng, sản phẩm ô cốp của Đà Nẵng và một số tỉnh thành cũng được trưng bày tại đây và khá hút khách. Em thấy cũng hợp với du lịch đó, bởi người ta trả giá thì cũng ok, không có mắc quá. Thì ăn nhiều, ăn nhiều giống như xoài lắc rồi uống nước dừa, uống nước... nước rau má, nước mía. Để phục vụ nhu cầu trải nghiệm mua sắm về đêm của du khách, ban quản lý cũng khuyến khích tiểu thương trưng bày đa dạng hàng hóa, đặc biệt là những sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, quà lưu niệm, sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng và Việt Nam. Du khách mà đổ về chợ đêm Sơn Trà hiện nay là tăng lên gần 8.000 người trên một ngày. Về cái để chuẩn bị cho cái kỳ lễ và cái dịp hè này á, thì chợ đêm Sơn Trà cũng có phối hợp với lại các tiểu thương ở trong chợ là niêm yết được cái giá bán, công khai giá bán rất là rõ ràng, cũng như về cái chất lượng hàng hóa. Sau thời gian dài bị gián đoạn của dịch bệnh Covid-19, hoạt động của chợ đêm Sơn Trà trở lại hấp dẫn trong mùa du lịch hè năm nay của thành phố biển Đà Nẵng. Đây cũng là dịp góp phần tăng trưởng cho nền kinh tế của thành phố và tiếp tục xây dựng điểm đến hấp dẫn du khách.